Dạ, Tường Vũ Trung Kiên xin chào tất cả anh chị. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên Tường Vũ Trung Kiên bên em xin phép sẽ không live stream, bởi vì sẽ phải dành ra một chút thời gian để gọi điện xác nhận đơn hàng cho rõ ràng gọn gàng đơn hàng của anh chị chốt ngày hôm qua. Nên nhưng trong video lần này em sẽ đưa lên giới thiệu tới anh chị một vài tác phẩm để giúp cho anh chị có thể ngồi xem trong những lúc bên em không live. Vâng, trong lúc không live thì anh chị vẫn có thể ngắm được những cái tác phẩm đẹp bên em và vẫn có thể chốt được hàng, vẫn tìm được những cái tác phẩm mà anh chị đang mong muốn tìm kiếm nha anh chị nhé. Dạ vâng, và sản phẩm trong video lần này ạ, em sẽ đưa lên những chiếc những quả phú quý nha anh chị nhé. Vâng, những quả phú quý chế tác trên chất liệu gỗ hương. Có như anh chị đang quan sát thấy đây thì bên em đang có số lượng là 6 quả phú quý ạ, 6 quả phú quý chế tác hoàn toàn trên chất liệu gỗ hương nha anh chị nhé. Vâng, và lát nữa anh chị sẽ cùng với em đi tiến lại gần hơn, ngắm nhìn kỹ từng quả một. Và em vẫn như thường lệ vẫn sẽ đo kích thước kèm theo báo giá cho anh chị luôn, để anh chị hoàn toàn có thể cân đối được, cũng như cân nhắc được xem quả nào, tác phẩm nào phù hợp với nhu cầu của anh chị ạ. Vâng, những anh chị nào vẫn chưa sở hữu những quả phú quý này thì trong video lần này cũng là những tác phẩm mà anh chị có thể cân nhắc xem có phù hợp với nhu cầu của mình không anh chị nhé. Vâng, như anh chị đang quan sát thấy thì em chưa đưa lại gần thôi, chỉ nhìn tổng quan thôi, anh chị cũng biết được là những tác phẩm em chuẩn bị đưa tới anh chị là có đường vân gỗ đẹp như thế nào rồi đúng không ạ. Vâng, có những quả mà anh chị nhìn qua thôi cũng thấy được là vân nó quá tuyệt vời luôn, không khác gì vân gỗ cẩm luôn anh chị nhé. Dạ vâng, ok, không để anh chị phải chờ lâu hơn nữa, em sẽ lần lượt đưa lên giới thiệu từng tác phẩm cho anh chị nhé. Và vẫn như thường lệ, với những sản phẩm có số lượng nhiều, em sẽ đưa lên kèm theo cả mã của tác phẩm đó để giúp cho anh chị có thể chốt chính xác được tác phẩm của mình mong muốn anh chị nhé. Vâng, anh chị đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng với em đi ngắm nhìn lần lượt từng tác phẩm nhé. Vâng ạ, như anh chị đang quan sát thấy chiếc bình đầu tiên này, vâng, cái quả phú quý đầu tiên này em đang đặt luôn ở phía bên trên là cái bàn xoay của chúng ta rồi đây. Vâng, với chất liệu gỗ hương, một chất liệu gỗ cực kỳ quý hiếm và có giá trị đúng không ạ? Vâng, quả đầu tiên này em đưa lên đây anh chị có thể thấy được vân gỗ quá tuyệt vời nhé. Em quay lại gần đi ạ. Vâng, vân chằng chịt luôn. Với những anh chị nào ví dụ mới chơi đồ gỗ thì cũng khó mà phân biệt được cái vân gỗ này là vân gỗ hương hay là vân gỗ cẩm đúng không ạ? Quá đẹp luôn đấy ạ. Vâng, cũng được bên em tiện những chiếc lúm nhỏ phía bên trên này rồi anh chị nhé. Vâng, tiện cực kỳ tròn và căng mọng luôn ạ. Và những quả phú quý này càng căng càng thu hút được nhiều tài lộc anh chị nhé. Vâng, hàng đặc gỗ luôn ạ. Em lật phía dưới đáy cho anh chị xem đây. Vâng, tất cả đều đặc gỗ luôn anh chị nhé. Vâng, đều đặc gỗ luôn ạ. Vâng, không biết anh chị có nhìn rõ không? Vâng, như anh chị đang quan sát thấy đây, đây là tác phẩm quả phú quý đầu tiên bên em có gắn mã là P6 anh chị nhé. Vâng, P6 ạ. Vâng, em xin nhắc lại một chút là bên em có một mình em đang quay thôi, vừa quay vừa di chuyển tác phẩm lên nên em sẽ khó để mà B sắp xếp được đúng thứ tự. Thế nên anh chị hãy chú ý lắng nghe kỹ mã của tác phẩm nhé, để tránh trường hợp chúng ta chốt nhầm mã tác phẩm ạ. Vâng, quay trở lại tác phẩm, quay trở lại trước, quay trở lại quả phú quý có mã P6 của chúng ta. Vâng, quả P6 này có đường kính 30 anh chị nhé. Vâng, đường kính 30 và chiều cao là 11 ạ. Vâng, em vừa thông báo kích thước cho anh chị rồi để anh chị cùng cân đối rồi. Và màu sắc thì cực kỳ đẹp ạ. Vâng, cực kỳ lỗi, sáng bóng luôn, với vân gỗ quá tuyệt vời nha anh chị nhé. Vâng, quả P6 này ạ, bên em đang bán với giá chỉ có 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng, anh chị nào muốn chốt tác phẩm này thì hãy comment chốt P6 kèm theo số điện thoại ạ. Vâng, em sẽ đưa quả P6 này xuống và di chuyển tác phẩm tiếp theo lên một quả phú quý thứ hai để cho anh chị sẽ cùng chiêm ngưỡng thưởng lãm nhé. Đây ạ, sau P6 ạ, vừa rồi thì em sẽ đưa lên một quả phú quý có mã là P4. Vâng, P4 của chúng ta đây, với những đường vân gỗ chạy dọc theo thân quả này, với những đường gỗ đồng tâm song song chạy cực kỳ đẹp luôn anh chị nhé. Vâng, em quay tứ diện cho anh chị cùng ngắm nhìn đây ạ. Vâng, quả phú quý này bên em có gắn mã là P4 nha anh chị nhé. Vâng, em lật ở phía đáy cho anh chị xem đây ạ. Vâng, đây phía đáy đây nhá. Vâng, vân hoàn toàn là vân tự nhiên luôn, không hề là vẽ vào nhé anh chị nhé. Để cho một số anh chị
bạn hay bị nhầm lẫn là những chỗ vẽ vân, những chỗ là vân tự nhiên ạ. Đây là hoàn toàn là vân tự nhiên hết luôn nhá. Vâng, và quả phú quý P4 này bên em thông báo kích thước luôn, đó là bên em đang bán thông báo kích thước đã, em nhầm chưa, kích thước xong mà đã bộ thông báo giá rồi. Vâng, đường kính 25 và chiều cao là 13 ạ. Vâng, đường kính 25 và chiều cao là 13 anh chị nhá. Vâng, và giá cho tác phẩm này là bao nhiêu đây ạ? Một chiếc quả phú quý có mã P4 này ạ, bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng anh chị nhá. Vâng, 2 triệu đồng, giá này cũng chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Vâng, nếu anh chị nào muốn chốt tác phẩm này thì hãy comment chốt P4 kèm theo số điện thoại để bên em có thể xác nhận được đơn hàng của anh chị và gửi hàng cho anh chị nhá. Vâng, P4 2 triệu đồng, đường kính 25 và chiều cao là 13 ạ. Vâng, vân của anh chị thấy sao ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Ok, chia tay với P4, chúng ta sẽ cùng di chuyển tới những quả phú quý tiếp theo ạ. Vâng, chúng ta vẫn còn lại 4 quả phú quý nữa. Anh chị đừng rời mắt khỏi màn hình nhá. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều lựa chọn đấy ạ. Vâng, và đây là P2 ạ. Vâng, P2 của chúng ta đây chị nhá. Một quả phú quý cũng trên chất liệu gỗ hương. Vâng, hương luôn chị nhá, với những đường vân gỗ chun sổ đen anh chị ạ. Có thể thấy được đây. Em quay cực kỳ chi tiết cho anh chị luôn rồi nhá, nên anh chị nào muốn chốt tác phẩm thì hoàn toàn có thể yên tâm được là sản phẩm mình nhận đúng như những gì anh chị đang quan sát thấy ở trên màn hình đấy ạ. Vâng, P2. Vâng, P2 đây ạ. Đáy đây anh chị nhá. Em có lật luôn cả đáy cho anh chị nhìn luôn rồi. Đặc gỗ liền khối luôn ạ. Vâng, em xin thông báo kích thước tác phẩm này luôn nhá. Em vừa quay cho anh chị xem ngắm tứ diện rồi, trước cả sau tác phẩm này rồi. Vâng, P2 có kích thước chiều cao 13 và đường kính là 30 anh chị nhá. Giá cũng chỉ có 1.300.000 đồng thôi. 1.300.000 đồng cho tác phẩm mã P2 này. Anh chị nào muốn chốt, comment P2 kèm theo số điện thoại giúp em nhá. Vâng, giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với quả phú quý tiếp theo ạ. Vâng, chúng ta đã đến chiêm ngưỡng xong 3 quả phú quý rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn lại 3 quả nữa. Những anh chị nào chưa chốt được thì hãy nhanh tay lên đi nhá anh chị nhá. Và nếu anh chị nào thấy 3 quả đầu tiên vẫn chưa đồng ý mình thì hãy đón chờ 3 quả tiếp theo em sắp sửa đưa lên đây ạ. Vâng, quả phú quý tiếp theo mà em muốn đưa lên cho anh chị đây, bên em có đánh mã là P7 anh chị nhá. P7, phú quý P7 đấy ạ. Vâng, cái này chất gỗ thì đậm màu hơn một chút, đẹp hơn ạ, trông lung linh hơn anh chị nhá. Em lật luôn cả đáy cho anh chị xem luôn đấy ạ. Tất cả tác phẩm phú quý mà em đưa lên trong ngày hôm nay đều là đặc gỗ và liền khối 100% luôn anh chị nhá. Vâng, em thông báo kích thước luôn của mã P7 này luôn ạ. P7 có đường kính 25 và chiều cao là 13. Vâng, đường kính 25 và chiều cao 13. Giá cho tác phẩm này chỉ có 1.100.000 đồng. Giá này cũng chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhá. Anh chị là chốt tác phẩm này ạ thì đừng quên mã cho tác phẩm là P7. Chỉ cần comment P7 kèm theo số điện thoại là bên em sẽ chủ động liên hệ với anh chị xác nhận đơn hàng anh chị nhé. Vâng ạ, 1.100.000 đồng P7, hãy nhanh tay lên chị nhé. Vâng, P7 ạ, trông rất là cực kỳ đẹp luôn, căng mọng và tròn xoe tiện, cực đẹp luôn anh chị nhé. Vâng ạ, chia tay P7 này chúng ta sẽ cùng di chuyển đến quả phú quý tiếp theo. Vâng, đây là quả phú quý có mã là P8 ạ. Vâng, P8 anh chị nhá. Anh chị đừng quên, nếu anh chị không muốn bên em giao nhầm hàng cho anh chị thì anh chị hãy nhớ thật chính xác mã của tác phẩm anh chị mong muốn nhá. Vâng, đây là P8 ạ. P8 này bên em đang bán với giá chỉ có 1.300.000 đồng với kích thước đường kính 30 và chiều cao là 12 ạ. Vâng, em quay tứ diện cho anh chị cùng ngắm kỹ hơn về tác phẩm có mã P8 này nhé anh chị nhá. Đây ạ, với những đường vân gỗ đây, quay cho anh chị cực kỳ chi tiết, rõ ràng đường vân gỗ của từng tác phẩm nhá. Anh chị không phải lo là bên em quay thiếu cái gì hay che lấp những cái phần xấu thì có tác phẩm đâu, bên em không hề làm những điều đó nhá. Tác phẩm bên em có sao bên em quay vậy, nên anh chị xem video bên em có thể yên tâm hoàn toàn. Đấy, tác phẩm anh chị nhận được sẽ giống như trên video anh chị đang quan sát đây ạ. Vâng, đáy đây nhá chị nhá, đáy đây chị thấy vân gỗ đẹp không ạ? Ok, P8 1.300.000 đồng, đường kính 30 và chiều cao là 12. Vâng, như vậy thì
chúng ta đã đi đến 5 quả phú quý rồi. Và chúng ta chỉ còn lại một quả phú quý cuối cùng nữa. Em sẽ đưa luôn lên cho chị đây để chị không phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ok, ok, cái quả phú quý cuối cùng của chúng ta đây rồi. Vâng, một quả phú quý với vân gỗ cực đẹp luôn đấy ạ. Vân gỗ trang trí quá bếp nha anh chị nhá. Vâng, quả phú quý này có mã là C13 nha anh chị nhá. C13, vâng, C13 này. Anh chị có thể nhìn thấy vân hay không? Tuyệt vời không ạ? Quá VIP luôn này. Đấy, mặt trước, mặt trên này nhá. Đây là phía dưới ạ. Dưới vân cũng quá tuyệt vời luôn. Nhìn đã thấy mê luôn rồi ạ. Vâng, quả phú quý này bên em đánh mã là P5 ạ. Vâng, P5 bên em đang bán với giá chỉ có 2 triệu đồng anh chị nhá. Với kích thước đường kính là 25 và chiều cao là 13. Giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Anh chị nào muốn chốt tác phẩm này thì hãy comment P5 kèm theo số điện thoại nhá. Vâng, chắc hẳn là từ nãy đến giờ anh chị đã cùng với em đi chiêm ngưỡng những quả phú quý này. Mà anh chị thắc mắc tại sao bên em lại không đánh thứ tự từ 1 đến 6. Bởi vì chúng ta có 6 quả mà em lại đánh mã như vậy. Em chia sẻ với anh chị luôn, đó là những mã này ạ. Bên em vẫn còn lại đây là những khách vẫn còn chưa có khách chốt nhé. Bên em mới hoàn thiện được là một lô rất là nhiều. Và những tác phẩm, những mã kia thì đều có chị chốt rồi. Và còn lại những quả này ạ, những còn quả phú quý này. Nên em đưa lên giới thiệu tới chị để xem anh chị nào muốn chốt đó, thì hãy comment chính xác mã cho bên em nhé. Và bên em không đánh lại mã bởi vì tránh nhầm lẫn với những tác phẩm khác ạ. Bên em vài hôm nay đã đưa lên rất là nhiều tác phẩm với số lượng lớn rồi, đánh mã cũng khả năng là có trùng nhau rất là nhiều. Nên bên em để nguyên giữ nguyên mã này để cho anh chị không bị nhầm lẫn ạ. Dạ vâng, như vậy thì em đã cùng với anh chị đi chiêm ngưỡng thưởng lãm xong 6 quả phú quý chế tác trên chất liệu gỗ hương. Nếu anh chị có bất cứ thắc mắc hay đánh giá ý kiến gì về tác phẩm thì hãy cứ comment xuống bên dưới giúp bên em nhé. Mỗi ý kiến đóng góp của anh chị là giúp cho bên em hoàn thiện hơn cả về khâu sản xuất lẫn khâu bán hàng cũng như phục vụ anh chị. Thế nên là bên em rất cần những ý kiến đóng góp từ anh chị ạ. Vâng, nếu anh chị thích những sản phẩm bên em, nhưng anh chị đã nhận được hàng, hài lòng về sản phẩm thì hãy cứ feedback xuống bên dưới giúp bên em nhé. Vâng, nếu anh chị nào vẫn chưa nhấn đăng ký kênh Thường Có Trung Kiên thì ngay bây giờ hãy bấm vào nút đăng ký đi ạ. Chiếc chuông nhỏ bên cạnh sẽ giúp cho anh chị nhận được thông báo mỗi khi bên em có video hoặc là buổi livestream ra mắt anh chị nhé. Vâng, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.